Xin chào mọi người đã trở lại với livestream của Thẩm mỹ Tóc Tân Đi tại số 6 đường Ngô Thị Nhậm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Và hôm nay thì chúng ta cùng gặp gỡ một chị khách hàng đã nâng ngược được 11 ngày rồi. Và hôm nay thì chị khách hàng qua để tiến hành cắt chỉ. Đấy, mọi người có thể thấy nhá, chị khách hàng thì cũng khá là nhỏ nhắn thôi. Chị khách hàng cao 1m47 này, chỉ nặng 42 cân. Đấy, và với cái mong muốn là nâng tự nhiên và phù hợp với cái tỷ lệ của khuôn người ấy, thì bác sĩ cũng đã chỉ định một cái size ngực vừa phải. Đấy là size ngực 265, cân đều hai bên. Đấy, mọi người có thể thấy nhá, bây giờ khách hàng thì đã có vòng ngực rất là căng tròn rồi. Và khách hàng cũng đang phải mặc áo định hình trong vòng 1 tháng sau phẫu thuật. Cái tác dụng của mặc áo định hình là để giảm cái sưng nề này, rồi kích cố định cái bầu ngực sau phẫu thuật. Đấy, cố định cái chất liệu và để cái khe nó khít hơn, tự nhiên hơn. Đấy, và bây giờ thì chúng ta cùng trò chuyện với chị khách hàng để xem là chị khách hàng tình trạng sức khỏe hiện tại như thế nào và có hài lòng về cái kết quả sau phẫu thuật không nhá. Dạ chị ơi, em chào chị ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, hiện tại thì cũng đã được 10 ngày, 11 ngày mình phẫu thuật xong phẫu thuật rồi. Thì tình trạng sức khỏe của mình hiện tại như thế nào hả chị? Rất là tốt, gần như là bình thường rồi ạ. Mình đã trở lại được với cái công việc và sinh hoạt hàng ngày chưa? Cũng tương đối là trở lại là bình thường rồi ạ. Vâng, hiện tại thì mình giơ cử động tay có khó không chị nhỉ? Nói chung là nếu mà quá sức thì hơi khó, còn nếu mà bình thường gọi nhẹ nhàng không cầm nắm cái gì thì là bình thường. Vâng, rồi. Trong một tháng đầu thì mình hạn chế là bê vác nặng giúp em nhá, và hạn chế là vận động gắng sức như kiểu là tập luyện thể thao, tập gym các kiểu ấy. Đấy, các bạn ơi, với cái đường phẫu thuật nâng ngực qua chân ngực ấy thì mọi người có thể vận động nhẹ nhàng, nó sẽ giảm đau này, nó sẽ ít đau hơn các cái đường phẫu thuật khác, và mọi người cũng có thể giơ tay được bình thường nhá. So với cái đường nách là mọi người sẽ giơ tay sẽ khó hơn, và cái đường phẫu thuật qua đường chân ngực thì cũng sẽ hạn chế và không ảnh hưởng đến cái tuyến sữa, bởi vì là can thiệp đặt túi ngực dưới tuyến nên là sẽ không ảnh hưởng đến tuyến sữa, không can thiệp vào tuyến sữa, và mọi người có thể tiếp tục cho con bú nếu mà sau này sinh con tiếp nhá. Vâng, đấy mọi người có thể thấy nhá. Chị ơi, mình có hài lòng về kết quả sau phẫu thuật không hả chị? Rất hài lòng ạ. Vâng. Tại sao mình lại biết đến Thẩm mỹ Tóc Tân Đi chị nhỉ? Vì là xem rất nhiều trên hội nhóm, mọi người rất bảo là bác sĩ Điền rất là mát tay. À, là mình tự tìm hiểu đến đúng Thẩm mỹ Tóc Tân Đi ạ? Vâng. Cái từ cái thời gian tìm hiểu ấy, mình có mất nhiều thời gian không? Nói chung là do lấy tinh thần là chính thôi ạ. Chứ còn tìm hiểu từ năm 2019. Ồ, tận 2019 đến bây giờ là 4 năm rồi đấy ạ. Đúng rồi ạ. Vâng, mình lo lắng điều gì nhất khi phẫu thuật nâng ngực chị nhỉ? Thật ra là sợ đau thôi ạ. Nhưng mà bảo là quá đau thì cũng không phải, và không đau thì cũng không phải. Tôi sẽ có mà mình có thể chịu đựng được để đổi lấy cái đẹp thì được ạ. Vâng, nó có đau như kiểu tưởng tượng của mình không hả chị? Cũng không đau đến mức như mình tưởng tượng đâu ạ. Vâng, các chị khách hàng của Thẩm mỹ Tóc Tân Đi ở bên em ấy thì hồi phục rất là nhanh, và có những chị khách hàng là vừa xuống sau 2 tiếng là đã đi lại được ở trong phòng rồi. Em là người hồi phục kém nhất trong cái phòng cùng làm này. Thế vâng, đấy mọi người có thể thấy khách hàng của Thẩm mỹ Tóc Tân Đi rất là thoải mái chia sẻ những cái hình ảnh đấy. Và bây giờ thì tôi xin phép chia sẻ cái hình ảnh trước của chị khách hàng một chút. Đây mọi người có thể nhìn thấy nhá. Đấy, người khách hàng thì bị teo lép tuyến vú sau sinh một con này. Hai bên, mình là đặt ngực lệch đúng không chị? Đúng rồi, thế đã. Em lúc nãy là nhầm, là khách hàng, các bạn ơi, ngực khách hàng là bị lệch nhá. Bây giờ tôi xem ảnh thì thấy là ngực hai bên không cân đối, ngực trái là bé hơn ngực phải. Đấy, đúng nên rồi. Là bác sĩ đã thăm khám và đặt sai lệch sai, đấy là sai ngực trái là 245 và ngực phải là 265 đúng không hả chị? Đúng rồi ạ. Túi nano chip economic. Đúng rồi. Vâng, đấy mọi người ơi, xin lỗi mọi người một chút nhá. Vậy lúc nãy thì tôi có nhầm lẫn một chút. Đấy, mọi người có thể thấy nhá. Và chị ơi, bây giờ thì nếu mà được quyết định lại thì mình có quyết định nâng ngực không? Có chứ ạ. Sẽ nâng sớm hơn ạ. Vậy nâng sớm hơn ạ. Vâng, bây giờ là mình tham khảo 4 năm cũng là khá là lâu rồi đúng không rồi. Ạ? Vâng, đấy. Và bây giờ thì hẹn chị khách hàng sau 1 tháng nữa để xem là bầu ngực từ bây giờ đến 1 tháng nữa thì nó có mềm mại hơn không mạnh nhá. Bây giờ thì cũng hiện tại là cũng đang có một chút căng tức đấy. Và bây giờ thì tôi xin phép dừng livestream ở đây. Cảm ơn chị đã đồng ý chia sẻ những cái hình ảnh này cho khách hàng và Thẩm mỹ Doctor Đi được theo dõi ạ. Vâng, hẹn gặp chị sau 1 tháng nữa mình đến tái khám và massage để kích thích bầu ngực mềm hơn chị nhá. Vâng, em chào chị ạ. Chào mọi người nhá.